ai đây vậy? Đây, năm về năm nói cho nghe. Bây giờ chánh trái đại cạc là anh ba, chị hai, mới tới năm. Hai, chánh trái đại cạc anh ba, rồi chị hai, cô năm chơi ấm đấy. Mà giờ đại cạc á, bên Tân Châu á, đại cạc vừa cầu xí dữ lắm, có miếu bên Tân Châu á. Cái chỗ đường lo nhổm á, miếu nhỏ, anh ba có miếu. Cái miếu đâu ở, miếu đâu mày biết đâu không? Trong miếu đâu không giống ai chứ này. Cái miếu đâu nào giờ kêu miếu cô Năm. Mà cái miếu Âm Nhân ở trước mặt miếu đâu trông qua trông ngộ miếu Âm Nhân không? Sao kỳ vậy cô Năm? Miếu đâu mà tao không ngộ. Mà tao lỡ tao ngộ ké cái miếu Âm Nhân của Hoàng Thánh Đế Quân không? Miếu Âm Nhân thì cái cửa đi, cái cửa dưới ruộng, quay cửa lên bờ. Ok, quay cửa lên bờ. Năm tới á, Năm nói cho nghe, Năm tới ngay cái vía tháng giêng á, nghinh ông Trùng Sương á, mày qua coi. Nhiều YouTube lắm. Biết vía nghinh ông không? Có biết cái vía nghinh ông Trùng Sương không? Biết của Năm Mô. Cái tháng giêng đông lắm. Mùng một viên là nghinh ông Trung Sương. Nghinh ông Trung Sương về miếu Âm Nhân. Miếu Âm Nhân mới đi dầm cái núi sao đi kiệu. Đó. Có đâu nữa? Có cô Năm nữa. Nghinh ông Trung Sương. Cô Năm ở trong đó làm nhiệm vụ gì hả cô Năm? Cái mà đâu, miếu của tao ở đằng bên đá đó. Gần cái chân núi chúng ta đúc Phật bây giờ. Cái tao má, tao với anh ba tao giờ đi giữ cái đảo quốc này để động lòng. Lấy cái mỏ mày nói nãy để động lòng á, động lòng lòng á. Tao không cho lấy. Lấy ngọc á. Lấy cái mỏ đó là động con rồng á, động cái chân của rồng. Động tới vòng vàng á, biết không? Động tới chân của rồng. Cho nên không cho nó về con, cho nó về được. Mà sợ động chân của rồng, cắt đấng trên trời không cho nó về. Cho không cho kịp gì hết. Động cái chân của con rồng. Cái núi dài mà núi dài Ba Chúc, núi dài Phật Trùm đi vô cũng chân của rồng. Cái núi Hòa ở ngoài cũng chân của rồng. Chỗ nào là đầu gồng hả cô Năm? Cái núi cấp trung ương đầu gồng. Các cái phú quốc đồ là cái chân. Cái chân gắn vô cũng như cái đồ mà mình gắp gắn chân vậy đó. Cái đúng gồng là ở đâu vậy cô Năm? Bên cái núi mà tao nói đó mày. Rồi núi dài Văn Liên hay gì? Cái núi dài bữa hôm lỡ lộ đó. Là nước tiểu cái dơ giấy sạch hết rồi. Bữa hôm là tiểu dơ giấy đồ hết rồi đó. Sạch sẽ. Cái đó ta gọi là Long Thiên cái gì ha, cô Năm? Bữa không sạch sẽ được lâu rồi. Binh chủng ta dọn dẹp sạch sẽ. Tao đó nghe chai nước véo lớn. Mà tao chiều tao đi vô đền chống tao theo máy bay đi chống ra rồi. Nước nâu qua rồi. Nước nâu bị muối nữa. Rồi cô Năm mà là hồi chiều cũng đi theo đoàn đi vô trong mộ bằng cô luôn hả? Ở chổng mấy cái vị nữ thần nhiều lắm bây. Rồi cô Năm có thấy cái gì chổng không? Còn đồng đen, vàng thì bị vàng khấu thì bị lấy hết rồi. Còn lẫn mớ đồng, hai mấy cái lỗ trống đó còn lẫn mớ đồng á. Nhưng mà con muốn hỏi bà Năm là cái đồng đó nữa ai lấy được? Ai chủ rồi khủi rồi con. Rồi ai chủ rồi nhớ. Ai là chủ là người lấy được hả? Nó còn vàng lấy đi lâu hết rồi. Vàng lấy đi hết rồi. Nhưng mà tới viên độ mới lấy được phải không cô Năm? Đúng rồi. Tới ngày giờ. Mày chuẩn bị lấy nha. Cái đó giặt quân ta con. Khô quá. Không bây giờ đừng nói bây. Con nhớ chia âm biết chia tu với nha. Không bây. Nói ác phá xác à bây. Ghê lắm. Ghê lắm. Nhớ nhạc của mày này nha. Hai. Biết giờ không? Đừng nói chơi con. Quỷ vô thượng ư quèo con. Quỷ vô thượng ư quèo. Nói chứ thì ẩn, dễ cô ẩn vậy nha. Đem ta lo anh ta mặn ăn nuôi con, còn nuôi con.
Quý vô thượng ưu quèo lắm. Đúng rồi. Đâu còn có đó. Ai mà lộ cái là nó theo liền đó. Quèo. Theo cô đó, nó quèo cô đó liền đó. Nó nghe trên canh đó đấy. Ừ. Quý vô thượng quèo chết á. Không có nói. Cô Năm biết kìa. Quèo. Móc. Để cho nó bến mần ăn con nó đi. Nhưng mà cô Năm về đằng này có mần được. Ngày không có mần, giờ ngủ tiếp. Dạ, ở nhà ngủ tiếp. Tiền nuôi sáng. Ừ, mới nói. Con ai nuôi đâu nuôi đi. Cái ông vua, ông vua nước Việt á. Bài, sao tao vô, tao thấy ông vua nước Việt Nam này nè. Giống y chân ông Đức Quỳnh giáo chủ vậy. Chán gọng ha. Chán gọng vậy. Mà chân mày hả? Chân mày tướng. Chân mày kiểu này nè. Dạ. Dích ngược gì nè. Mà sao cái hình ổng sao giống y cũng tao lỡ cái tao chào ổng mày. Dạ con tao ổng nói gì. Ổng nói. Ổng không nói gì tao. Ổng nói sụp cô gặp tao cô miếu vậy. Chị hai. Nói là con gặp tao ơi sao cô miếu vậy. Nếu mà bà Năm mà nói vậy thì con góp thêm cái ý nữa. Có chừng bà nhìn là đúng rồi. Chân mày kiểu này nè bà, bà nhìn là đúng rồi đó chứ cái tao mới nói sao ủa ông này tao nhớ ông ở làng Hòa mày đi chứ còn méo méo không biết ông gặp ông mà ông bận cái áo nguyên bẩn chân mày mày ngoéo lên vậy là chân mày có. Chân mày Long Vương mày gồng không có ngoéo nhưng mà cái trâu lại nó y không phải đây tao nói lý cho nghe hay cái lý chân mày dựng lên nó gì nè cũng như mày kiểu mà mình lấy cái gì mà mình vẽ vậy giờ có năm biết gì đó đâu không á không không chị à, biết ở đâu cô Năm mà không cho nói nữa không chị mà hồi đó đó chừng nào mới chị không chừng nào lộ ngay vàng nuôi cấm ơi nuôi cấm nước hai rồi du minh chỗ tới đó muộn rồi ờ có từ đó rồi mình tự biết luôn khỏi chị à, khỏi chị mất công cô Năm không dám chỉ mình tới đó là khỏi chỉ luôn cũng biết nữa vậy cô Năm cũng là lớn mà cô cũng chưa dám lộ hay mà cái gì này xúc cái tao gặp ổng cái tao nói ủa với tao ủa tao nói cộng tư tao không nói vua mà tao nói cộng tư cộng đâu đây vậy ổng nói mà tao giùm ổng một hồi đúng không hay mà cái vía cũng vía tao nói đâu ủa cộng tư tiếp tao nói cộng tư tiếp cộng vía tao khoanh tao lại tao áo hồng cái ổng mới chỉ ở đằng kia kìa sao ổng chỉ cái nhà đằng kia ai mà tao thấy cái nhà đằng kia ghế kêu bằng thường thường mình nói cái ghế gì xa lông gì đó đây ghế xa lông cái ghế xa lông mà sao bằng nhung đỏ không bây cái ghế xa lông mà bằng nhung đỏ kỳ vậy cái tao mới hỏi ổng nói ở đây nè ổng nói tao đây nè vợ hai dạ. Cái ghế xa lông mà sao mà giấy nhung không à hồi nào giờ có cái ghế đó không tao có bán cái ghế đó không hồi nào giờ tao đi nhảy cũng nhiều người có bộ xa lông còn mà không có bao giờ nhung đâu mà sao chỗ ổng chỉ ổng nói tao đây nè mà sao tao thấy có 5 cây cờ ở trong cái hộp á ổng kêu tao lại ổng nói lại đây đừng có gình mò mà nhổ cờ xí của ổng vì vậy hai ổng nói tao lại đây á ổng nói cô lại đây cô đừng có gình mò nhổ cờ xí của tôi 5 cây cờ mà cờ xanh cờ đó đồ để trong cái hộp á cờ đó cờ lịnh hay gì không cô Năm sổ sách đồ để trong cái hộp á mà ổng nói cô lại đây cô đừng có gạch hết bỏ hết nha nào kêu cô Trạng cấp giùm cây cô Năm thông cho ông tù lâm cho mày đi mày đi mất cái đôi dép không có cơm đâu nuôi vợ mày để vợ hai để cơm cho nó nuôi vợ nó mày ý là nếu ông nhận đi cà đó là ông đi dâm dép mà giờ cũng đi dâm dép rồi mày bây giờ mà chưa nhận mà đi cỡ này nhưng mà nhận đi dâm cái chưa mất chiếc dép cái hồi đó cái tao vô tao gặp ông cái ổng lợi ổng dẫn tao lợi nhà đó mà cho cái nhà đó cái ghế cho lòng tăng là giấy nhung đỏ không con cũng chỉ cờ xí cũng để chỉ trong cái hộp cái bàn tròn vậy nè để trên á giờ cái bên cái ngôi bên này á cũng như cái chỗ mà cái đình thần ta thờ ta kêu cái kiệu mà thỉnh sắc thần đó hay tao mới hỏi ông cái này gì ông nói Long Bình trời cái ông chân mày dẫn gì nè ông nói Long Bình theo cô Năm mà biết được hả cô Năm gặp cái ông nói đâu Long Bình hay cái tao hỏi ông nói Long Đình ông chỉ cái Long Đình mà sao ông chỉ tao ở ngoài trước á thì tứ đại thiên dương
mà ổng mà trước đại Thiên Dương là trước là canh cửa hay là sao không biết cái gì mà sao nhà ổng ổng chỉ tao ở ngoài trước cửa này nè, bây giờ mày coi tứ đại Thiên Dương ở đây nè, thầu bốn cái ghế ghế mà sao cũng để dung đổ Thiên Dương này là hậu pháp cho những cái gì nào vậy ha cô Năm? Tứ đại Thiên Dương là hậu phong thần, là ma gia tướng tướng mẫu, ông có bóng bốn cây dụng, ông có bóng bốn cây đờn, là bảo vệ cho vị nào vậy? Là hậu đời phong thần, hậu hậu na tra đâu đó, hậu đời vua trọng tới giờ đó, là tứ đại Thiên Dương. Lý Định nữa nghe. Mấy vị đó xuống thấy chưa ha mà, cô Năm? Ở trong kia à? Có luôn hả? Trong bước cắm. Trong cái núi đô đâu? Nào à, cô Năm chỉ nghe cô Năm. Chỉ thử coi cho tôi lum đến đó coi. Chỉ thiệt cái thử gì trời nó. Đúng rồi, chỉ thiệt luôn nghe cô. Bây giờ sao muốn xác định bao nó mày dám lợi không? Giờ hai. Giờ mình nói thiệt. Giờ hai. Mình muốn xác định bà dám lợi không? Bình thường. Nhà bà trong. Sao mà tứ đại Thiên Dương sao mà mượn xác được bà là sao vậy cô Năm? Dương Tiến cũng chẳng bà. Ồ ngồi trời. Ở đây nè, Đồng Tháp nè, không rồi có gì sao. Rồi vậy sao mình đến gặp được? Lỡ nồi lỡ dách mà lỡ anh lỡ chị lỡ gâu trơn. Vậy là lỡ tôi luôn cái like trơn cô Năm ơi. Lỡ hết rồi. Lỡ lâu rồi. Lỡ ông lỡ bà. Mà có thể là sau này là ta bỏ cái xác đó ta kiếm cái xác khác không? Chừng có đó. Đâu đâu còn đó. Bị lỡ hết trơn rồi làm sao mà giữ được ha cô Năm. Bây giờ thôi bố ra đường. Không uống rượu không có thuốc nó dễ. Để tao đi vô tao kiếm cái này cho con này coi. Rồi đi đâu nữa đi, lấy cái này cho coi. Tao đi kiếm tao quên tao coi. Đó ở dưới bến á. Thì không tao nghe cái tiếng mà không có thấy người đây. Nói à, cho con bảo vật dưới nước dâng lên. Tao mới nói cái gì sân hồ tao đi lỡ đằng cái chỗ cây me. Cây me đâu không biết kìa đó bến nào chứ không phải trong bún. Chỗ đó có cây me chua với cái gì mà của chị Võ thì sao đó. Thì tao lỡ. Xong tôi gặp giết chung gần nước. Kêu tôi lỡ đó đó. Nói lỡ đó lấy lên. Mà lỡ thì tôi lỡ tôi bư tôi móc hoài không. Không có. Rồi tôi bỏ tôi đi. Rồi tôi bỏ tôi đi 3 lần mới có. Có được cái gì? Nhẫn chịu á. Đó. Giữ hết luôn. Chứ nhẫn được. Mà nói. Mà tao nghe tiếng nói. Của dưới nước đem lên cho mà. Mà tao tưởng đâu vàng bạc gì. Vậy là ngày của công chúa Thi Tệ phải không? Ừ. Mà tao nghe kỳ đó lâu lắm. Phải không cô Năm? Ừ. Công chúa Thi Tệ phải không? Ừ. Nhưng là tao nghe kỳ đó bư mất 3 lần mới có. Đi lỡ 3 lần. Sao cái gì bây giờ cũng 3 lần không ai? Màn 3. Đi 3 lần kỳ đó tao lỡ tao bư rồi tao không có tao bỏ tao đi. Gọi là màn 3 chiến chót đó cô Năm. Rồi bư một lần không có cũng bỏ đi về. Bỏ đi về rồi bữa sau lỡ bư nữa. Gặp gần nước gần thủy á. Cái gì này bỏ quên á, bỏ quên ngàn tiền xưa kiếp đâu đó. Thì đó kêu tôi lỡ chỗ đó bư 3 lần. Nghe kêu. Cái nghĩa là tặng. Nghe ngọc mà kêu ngọc là giống ngọc trai quá gì không cô Năm? Cái gì đúng không? Tao nghe gặp gõ 3 lần con. Tôi lỡ tôi bư móc 3 lần, lần thứ 3 mới có. Cái gì cái bao vật này là sau này là để làm nhiệm vụ vậy không hả gì cô Năm? Hay là để hậu thân? Bởi tao nói thôi để chấm mốt dùm cho nó. Cho nó im. Sao cái chuyện mà nguy hiểm thì sao cô Năm không dám nói ta? Không có nguy. Kỳ này không có nguy. Được nói. Ừ, không có nguy. Kỳ này là cho nói. Có ông già. Được nói mới cho nói. Mà cái ông già này á. Cái ông già này thầy Pháp bây. Chứ phải thầy, không thầy Pháp ở đâu ai sợ bây. Ông về bến Ninh Kiều Phú Cần Thơ á. Ông với anh Xui, hai ông làm Xui. Hai đó kể hai nha với nghe nha Năm nói nha này không có nói bông mà... cái gì bến Ninh Kiều á ổng nói anh Xui anh Xui đưa thuê cái xe để đi dạo bến Ninh Kiều anh Xui cái anh Xui anh nói thôi để tôi đi mà ổng mặt ngoài ổng bình thường đều đặn lắm đây tốt đẹp dữ lắm không có tốt đẹp máu tốt đẹp lắm cái tới chừng mà thuê cái xe lên rồi mặt mày ổng tốt gớp đây mà cái giò ổng còn có chiếc giáp chiếc giáp bắt đầu thôi chạy mất giáp cái tại bến Ninh Kiều không hết ổng kêu anh Xui ổng nói anh Xui Xui thuê cái xe đi du lịch chơi rồi anh Xui cũng sợ quá đi anh Xui cái tiếng anh Xui ai vậy anh Xui sợ anh Xui cũng nói thôi để tôi đi thuê cũng gác mà đi ha anh Xui đi theo một hồi mặt mày tốt gọn thôi anh Xui quán hồn luôn
tấp đỡ, mà trong giò còn có chiếc dép. Rồi gì cô Năm biết luôn hả cô Năm? Một giò không có chiếc dép. Biết Pháp á. Không thì cô mà thầy Pháp kỳ này đó, thầy Pháp kỳ này không có bắt hồn, mà thầy Pháp kỳ này cứu độ cho tổ tiên. Hồi trước tổ tiên mình bằng thầy Pháp. Nghe nói thầy Pháp là người ta ớn lắm, thầy sợ lắm đó cô Năm ơi. Chắc chắn thì sao mà thầy Pháp ra đó. Không mà thầy Pháp bây giờ thầy Pháp cứu độ cho thầy Pháp không có bắt hồn. Đúng rồi, thầy Pháp tu ha. Chứ thầy Pháp xưa bắt hồn á. Thầy Pháp này là thầy Pháp thời nay cứu của quyền thích tổ con cháu. Chứ hồi xưa là hại, thầy Pháp là hại. Đúng rồi, mười người là hết mười luôn đó. Nhưng mà bây giờ không có thầy. Nhưng quay đầu hả cô Năm? Cứu thầy Pháp này coi trời với con. Chứ phải coi như này. Chứ phải coi dưới trần. Đúng rồi. Coi trời xuống cứu. Nhưng mà có căn duyên mới gặp được. Mà thầy Pháp á, cái thầy Pháp á. Nghe nói là cô Năm sợ thầy Pháp lắm phải không? Hồi đó mày biết dùng gì không? Kỳ đó má tao bấm bắn thịt heo. Hay bà già tao bấm bắn thịt heo, cái con thầy Pháp đi ngang. Kêu má tao nói Năm chết rồi. Bà về bà coi con bà chết rồi. Mà bữa trước thì tao đi ngoài, tao đi lợi má tao, tao xin tiền. Bấm bắn thịt heo quay chợ cho đó á. Tao lợi má tao phải xin tiền mận gì thì tao xin tiền quá tao mua cây giấy về sẵn, mua cây giấy để sẵn thì ngày sau đó có thầy Pháp đi ngang tao chết. Mà tao mua cây giấy gì má tao không biết, rồi cái tao chết đi tao để cây giấy đồ liệm, cái người sớm mới chạy lại chợ cho má tao hay, nói Năm chết rồi, Năm chết rồi. Bà già quá ngộn, bà già bỏ thúng thịt theo dìa. Vậy thì thấy tôi trái tay Nằm chết rồi. Hay, cái tích Nằm chết rồi. Rồi xong chết rồi đó. Chết rồi sau này đó. Mày biết tao còn cái hình đứng ở đầu xe hai giờ hai. Cái hình đứng đầu xe mà cầm túi thuốc đó. Là hồi đó cái ghe hàng đó. Ngay biết ghe hàng hồi xưa không? Biết, ghe chèo. Anh này không có. Cái này ghe hàng nó mần chụp hình, mà nó chụp hình, nó chụp hình một năm trời không ai lại chụp nó cái hình. Bữa đó tao quá lại tao chụp nó cái hình, rồi không ai lại lấy, rồi nó để thờ luôn vậy đó. Cô Năm hồi cái lúc trước cô Năm sao mà bị tai hại với cô Năm? Đó tao nói thầy Pháp mấy thầy Pháp hả? Pháp đi ngang bởi cô Năm bây giờ thù thầy Pháp lắm. Không thù mà giờ lại kiếm thầy Pháp. Mà mày biết thầy Pháp trên trào gì đó mà thầy Pháp như thế là giật thầy trần. Mấy Pháp sư như thế ghét rồi lắm. Gì à? Mày biết cái chỗ Quế mày đi hồi đó có thầy Pháp sư ác lắm. Giết dân không? Vì sao mà thầy Pháp mày sao cô Năm lại kiếm thầy Pháp để làm nhiệm vụ gì hả cô Năm? Mà ông thầy Pháp này đó, cái ông thầy Pháp mà đi chiếc dép này đó. Ông gấp bảo. Ông sư thầy Pháp mà đi con chiếc dép à? Thầy Pháp này ngộ đời lắm này. Ông đi con chiếc dép, ông mang chiếc trong giò rồi còn chiếc không biết ông xỏ đâu mà. Rồi mà thầy Pháp, ông thầy Pháp này ông cứu độ cho ông có giết, mà ông nói thôi. Mà hai biết thầy Pháp này ở đâu không? Ông ở chùa An Hòa Tự á. Cái chùa Phật ở bến á. Thì mày, Năm ta nói là con biết rồi. Mà đừng có hỏi hồi con chì ra cái trong con đi đòn. Thầy Pháp này ở chùa. Thầy Pháp mà ở chùa. Chùa nào cô tao thấy cũng cúng tế thầy Pháp hết trơn. Có việc nào có căn có duyên rồi chì cho ông được luôn với cô này luôn. Thầy bây giờ nó nói luôn đi cô Năm ơi. Không, thầy, hai, thầy Pháp này ghê. Thầy Pháp này ghê lắm. Mà thầy Pháp này đó là nghĩ giết rồi. Pháp này nằm ở hướng ở bên bên Kiên Giang phải không cô Năm? Không biết đâu, không biết còn đó. Mà đều thầy Pháp này á, mà đều thầy Pháp này cũng lỡ ông, mà lỡ bà, mà lỡ anh, lỡ chị. Tối ngày dù thôn dù qua. À, đến kem phấn luôn ha. Đi quá. Đi sự kiện ta thầy Pháp cho làm gì? Ừ, đứng thầy Pháp đi. Tại vì bà Năm có theo thầy Pháp mà đi thầy Pháp là cứu người. Giết tao giận thấy mẹ. Giết tao giận tôi nhai luôn.
không có giết con cháu mày. Mà mày cứ thấy ông đi quá, bữa đó mày lợi mày làm giống mày làm thinh. Có biết luôn hả con? Ừ. Ý sao ông Lâm không nhớ ta? Nhớ coi đâu. Đi nhiều quá. Cái mày mày ai? Cái đó là nhà ông thầy Pháp, cái nó thấy mày là nó đòi đá hết. Ồ, vậy biết thầy Pháp đó rồi. Nhớ thầy Pháp ở đâu không? Biết rồi. Cái đó nó lỡ mấy nịnh vô da muốn nói gì nó, cái nó nằm im ru nó không nói. Tại thầy Pháp đó lại cho cái lệnh bài nè, cho ông Lâm nè, ông Lâm không nhận nè. Thầy Pháp biết không có nhận. Cái mày biết làm sao không? Vậy chứ nữa cũng chấm mút nữa đó. Đi chơi đi lão nói tiếng ngày kiếm cơm chứ cũng chấm mút nữa. Đã làm gì hả cô Năm? Nói cho biết giữ cái gì không? Giữ hai con thùng lùn đi. Sao cái hàng gió là hàng gì bây? Sao này theo cái ông giữ cái hàng gió? Gió bên Hà Tiên mà cô Năm ơi. Hàng gió ở đâu mà hàng gió tôi thông gì núi cấm á. Cái đó con không biết. Không? Hàng gió. Nào biết không? Hàng gió thông núi cấm. Bên Hà Tiên. Không mày. Ở trong cái vùng đất chết đó mày. Mà con bóp giết chết rau á. Bà Trúc hả? Ừ. Ba cái cây hồi xưa Đức Bổn Sư đó, để tôi nói ra nha. Ông Đức Bổn Sư này nè, lấy ếm ở trong ba cây da, mà ba cây da chỗ đoàn tàu nó ếm cho lông mạch mình á, tăng diệt hết. Tôi kể cho nghe. Mà hồi đó á, cái ông Đức Bổn Sư bữa đó đậu khăn ấn rồi vô, ông lấy lên hết lâu rồi. Là cái chỗ đó thông về núi cấm á con. Đường thông á. Mà cái bộ cái chung của ông, cái chung mà quấn ben để cúng lại đó, cái chung đó đấy, cái chung đó gieo lên là có gì ra đời, cái chung nó trời lên rồi mà nó điếc, lại chung gì đó hả, đợi đó cái chung kéo lên rồi đó, tóc lên rồi đó, lại chung trong đồng á, lúc cô Năm ơi, cái cửa nhà bàn mình là cái cửa gì nữa với cô Năm? Cửa tâm quan là để dành cho cái chỗ hậu thánh Quy Lai á con, là cửa nhà bàn. Ừ. Hậu thánh Quy Lai là chỗ hồi xưa đó, cửa tâm quan. Hậu thánh Quy Lai là cái chỗ đó có người nữ bán nước uống rồi, bán trà nước uống á. Nói cái gì mà nó ốm các luôn các. Các cái gì tướng là sao là lo từng cha ở chỗ khu nhà bạn nhiều quá vậy không cô Năm? Đỡ rồi. Ốm các luôn các. Nói chuyện nhà bạn ốm các thế mà. Nhà bạn luôn manh không? Đình Thơ Sơn đồ nữa về luôn manh không? Nó nói nhà bạn. Cô Năm cũng ngớ đồ tài nữa cô Năm. Cái nhà bàn tao mày nói tao muốn lưu manh không? Mày biết nhà bàn sao mà mày nói tao muốn lưu manh không? Sao vậy cô Năm? Có nhà bàn sao lưu manh không? Lưu manh mới giữ được. Ừ. Không lưu manh không giữ được. Cái cửa này nhìn là cái cửa linh thú không đó cô Năm ơi. Ừ, bởi mới lưu manh. Chứ ngữ đâu không lưu manh. Hai, tại sao nãy nói cửa nhà bàn mà tao nói cái cửa lưu manh? Không ngựa, không phải ngự. Sao không lưu manh được? Ủa, cô Năm nói gì đó không hiểu, cô giải thôi. Ừ. Giải cái thương mà cái cửa lưu manh là sao? Đâu phải cửa ngự đâu mà không lưu manh. Ừ, không nói vậy hiểu rồi, không phải cửa ngự. Con vợ của các vị người ta cởi, biết không? Nhà bàn là đại bàn. Không phải con. Cái con vợ của các vị tiên đồ người ta cởi, người ta để đó. Mày biết để ở đâu không? Chỗ cái hậu thánh Quy Lai á. Dẫn giờ linh trật để đó không? Chứ không có người. Cái hậu thánh Quy Lai là cái chỗ đó có cái cốt ông Di Lạc, chỗ mày có lợi rồi đó tao. Ừ. Chỗ đó đó. Linh thú linh vật để đó không? Không lưu manh chưa được. Ốc ẹt luôn. Mà còn phải chịu một cái trận của dân giáo một trận. À, tính nãy giờ con tính hỏi Năm là cái vụ dân giáo là mà có hay không? Quýnh bên tâm linh đó con.
tâm linh chứ không có quýnh người phàm mình thấy. Ừ, chảy máu hết rồi. Mà bên trống của bú sơn kêu người ta giữ hết rồi, còn lên cầu trí rồi người ta giữ hết rồi. Sao mà cái cửa của nhà bạn mình là sao binh lính này dồn gì đó thì thế nào vậy cô Năm? Có quan trọng không hay là những cái trường hợp xấu? Sau đó mới đó mới dồn qua bên văn giáo con lộ. Văn giáo mình có bà chúa rồi. Ừ, bà chú Xiêm. Bà chú Xiêm, bà chú Lèo. Cái mấy ngàn binh luôn đó nghe cô Năm. Ừ. Mà theo cô Năm được lãnh được bao nhiêu binh với cô? Được 5.000 không cô? Ừ. Biết trong giữ cái chỗ trong cấm vậy ra chưa tới văn giáo nè. Cấm vậy ra ngang bà ôm thôi. Ngang bà đỡ ôm hả? Ừ. Đi khỏi bà ôm trên dốc bà ôm chút chỗ cái xã Tân Lợi á. Ừ. 5.000 quân đó con. 5.000 hả? Chỗ mà cái xã cái bà chưa tới cái xã Tân Lợi là dốc bà đổ ôm á. Trên cái núi. Khỏi cái núi. Đi hả? Ừ, cái chưa tới ngoài văn giáo, ngoài văn giáo còn mất hồn rồi. Bởi vì nó đúng mà cô Năm mỗi một vị là quản lý một khu vực đó. Ừ. Theo với bà chú Xiêm đó là cái xác còn dưới đó làm sao mà bảo giặc nó có tiêu chân cô Năm? Có lấy mấy hài cốt của lính tráng của bà chúa không à? Cô Năm kiểm tra coi cô Năm ôm cái còn chỗ nào đó không? Ông lùm xuống ở đấy. Ta lấy rồi, người ta nuốt hết rồi, người ta giấu quay. Lấy rồi hả? Ừ. Ta ăn, ta giấu bay, người ta kỳ còn gì ta? Ta còn cái xác tiên trị để lại. Sao nói chưa có lấy được gì chân cô Năm không? Em nuốt rác không? Lấy ăn hết rồi giấu. Mà bà chúa này nè, mai còn để cái cốt bỏ lại, chứ nuốt một cái cốt bỏ nữa khô luôn. Cái cốt bỏ chưa lên được đâu. Rồi đây chưa có ngự của bà. Chưa lấy lên, bây giờ chưa có đúng người á. Chưa có ngự bà giờ lấy. À, chưa có người của bà lấy. Ừ. Người của bà lấy mới được bà. Đúng rồi. Thì giờ lấy máy móc lấy không được luôn á. Thì đó nó chưa. Mặt thiết người của bà phải lợi đăng đàn hương án tạm quả chứ không phải là ngăn ngược con. Dạ. Hiện giờ là theo bà chú Xiêm này là lựa xác hay gì anh cô Năm? Mày sao lâu quá chưa thấy cái xác này. Chú Xiêm nó đeo bên mặt nè. Đang không biết bị cái gì mà đem hết bên này nắm ở nửa bên nha. Ủa quá bái. Như cái bớt cái mặt gì á. Bớt đen á. Ừ. Nửa bên mặt. Bà, ta thấy sắc bớt. Ừ, nó có thế nào. Vậy là bà có mượn xác à? Ừ, ta quên rồi. Có gọi luôn hả cô Năm? Ừ. Cái xác đó là ai vậy cô? Mà cái người nào mà tao nói mày. Người nào mà xong này không biết cái gì cái này. Nhưng mà mình cái gì mình bổ nửa bên trắng nửa bên đen vậy. Ừ. Không ai ba gì nào vậy mà tao thích chưa xứ hẹn mà lộ chưa ha chú. Chưa luôn chưa lộ sao biết được cô mà tao gặp đâu tao gặp người đăng quang mà không có xứ này xứ khác hả cái người gì nè hai biết không biết rồi nhưng mà trẻ không đã trẻ đã bớt tông trẻ đẹp mà xong mà tao bớt tông nói kỳ khôi vậy nè cái người còn trẻ phải không mà cái một bên thì trắng tuyền một bên nó thì không giống ai hết thì cái con có gặp cái người đó rồi mà trẻ lắm nha mà nửa bên là đen từ trên này xuống dưới này luôn nè còn nửa bên là trắng nè nhưng mà mình gặp mình thấy vậy thôi nhưng mình chưa có xác định thấy rồi bệnh phải không chưa bệnh bên An Giang á bên An Giang mình vậy làm như là có ra mặt rồi mà chưa có lộ ha cái nghĩa là cũng có lên YouTube rồi mà người ta cũng chưa có lộ chưa có nói mà chỉ quay vậy đó. Quay người ta đổ thừa sao mà cái bóp nửa trắng nửa bên này trắng bên này đen nó đen dài cái miếng này luôn nó đen u luôn không nói ngược đó con à không nói nha đâu còn có đó chuyện có ngực của người ta đâu còn có đó thì tại vì bà Năm nói thì con nói vậy con mới hỏi trẻ già cái còn cái cô này là trẻ cô này khoảng năm ngoài tuổi còn trẻ quá cái đâu còn có đó còn chắc vậy cô đó đâu có thấy gì đâu cái nó cho cái cậu Nhi đi chút bạn mũi cắn cậu Nhi đi bạn mũi cắn đầu rồi rụp rụp
Việc sao lắc đầu lắm đã cho nói việc thời kế một bên. Đúng rồi, cô năm này có chuyện gì xảy ra đây nè? Việc thời kế một bên mà việc thời cũng gần bên lưng ta, gần bên à, mà giúp mình thấy người ta, ta thấy mình á. Dạ, nó nói là con biết rồi. Ta thấy mình chứ mình thấy người ta. Cái bên không, cái bên. Nó giờ đây cũng ngồi thì thiếu gì tại mình không thấy. Gì hả? Có nhiều lắm á cô Năm. Có những gì nào vậy cô? Nhiều lắm. Tại mình không thấy. Chú đất chú đổ đây, trăm quan cựu đổ đây. Mấy ông cựu đổ. Mình không thấy ha. Hai người mặt đen nha. Ừ. Chẳng có một người. Tao nói. Có lĩnh đồ vòng vòng ở đây không cô Năm? Đủ hết. Cái bà đằng tớ cũng có đây nè. Ừ. Sao mà đi quay ông lão mà lúc nào cũng mưa gió tới bão bùng dữ dằn như cô Năm, lý do sao vậy? Đá cái vị Dương mà cái vị Dương này trị thủy, biết vị Dương mà ta trị thủy không? Cái vị Dương ở dưới thủy á, bốn vị ngao quản. Lý do làm sao mà ông lên quậy hoành hành dữ gì ông cô Năm? Ở trong Nam này ít sợ, sợ phía Bắc. Bây giờ các cái phong ấn điêu nguyệt người ta mở trơn rồi còn gì nữa? Mở trơn rồi, nhiều đợt người đi mở lắm đó. Phong ấn điêu nguyệt Ngọc Nữ hả? Phong ấn điêu nguyệt, giờ mấy cái điêu nguyệt chỗ vậy rồi không dậy sao được. Đó, nó không nói, nó mặc em.